Thưa quý vị, sau khi đột nhập nhà dân trồng hơn 8 cây vàng, tổng giá trị khoảng 640 triệu đồng, đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh sự suy xét của cơ quan công an. Lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tài sản thiệt hại lớn, đối tượng gây án có thủ đoạn tinh vi như di chuyển né tránh hệ thống camera giám sát, thay đổi trang phục, phương tiện trong quá trình gây án và tẩu thoát. Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ được đối tượng sau 12 ngày gây án đối tượng bị bắt giữ là Phan Văn Thương, 43 tuổi, trú phường Thạc Giáng, quận Thanh Khê. Theo hồ sơ của công an, Thương là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, nghiện cờ bạc, không có việc làm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.